phố đi bộ Nguyễn Huệ, một địa điểm rất nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên hôm nay thì mình cũng đến đây để đi du lịch hay đi chơi, mà hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi hội quân của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải Tam Hùng 2022 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đằng sau tôi đây chính là khách sạn là Sài Gòn Dream, nơi tập trung của trò huấn luyện Park Hang-seo trong những ngày lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một khách sạn các bạn thấy là nằm ngay mặt đường của phố đi bộ, rất là sầm uất, và chúng ta hãy cùng theo dõi xem là buổi hội quân hôm nay của tuyển Việt Nam sẽ có những gương mặt nào xuất hiện. Anh em nào hay theo dõi kênh của mình thì cũng đều biết là mình cũng có hay quay các thủ Gia Lai và ưu ái một phần cho đội bóng phố núi, cho nên là hình ảnh mở đầu sẽ là hình ảnh của những cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Đầu tiên là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Tuấn Anh hôm nay xuất hiện với một mái tóc mới cùng một phong cách thời trang rất là giản dị. Tuấn Anh đi taxi riêng tới khách sạn. Ngày thì Tuấn Anh và các đồng đội cũng đã trải qua một trận đấu có thể nói là khá đáng tiếc khi để BKM Bình Dương cầm hòa với tỷ số 1-0. Người tiếp theo là hậu vệ Văn Thanh. So với những lần tập trung trước đây thì Văn Thanh không đi cùng Văn Toàn, bởi vì lần này ở thành phố Hồ Chí Minh. Những lần trước thì Văn Thanh hay ở nhà Văn Toàn ở Hà Nội. Cùng thời điểm mà xuất hiện của Văn Thanh, Văn Toàn thì ngay sau đó là huấn luyện viên Park Hang-seo. Thầy Park thì tới thành phố Hồ Chí Minh từ hôm qua, và lúc khoảng gian mình đến thì thầy Park có ra ngoài gọi là đi thăm thú thành phố Hồ Chí Minh. Có thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận ra cầu trò Văn Thanh của mình, và cả hai cũng đã có những cử chỉ rất là thân thiết. Xuân Trường là gương mặt tiếp theo của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai xuất hiện ở buổi hội quân. Đi cùng với anh còn có tiền vệ Văn Quyết nữa. Xuân Trường và Văn Quyết đi cùng xe. Không biết là hai người có cùng chuyến bay hay không. Văn Quyết cũng là một sự trở lại đáng chú ý trong đợt tập trung lần này. Cũng khá lâu rồi chúng ta được thấy đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội xuất hiện ở một đợt tập trung của tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhân vật cuối cùng của Anh Gia Lai xuất hiện trong clip là Công Phượng. Công Phượng đi cùng với lại Văn Hậu và Văn Lâm. Văn Hậu và Văn Lâm là hai cầu thủ có lẽ là cao nhất của đội tuyển Việt Nam. Các bạn đã thắc mắc Công Phượng đâu thì đây. Lúc này thì mình đang quay Công Phượng và xin lỗi các bạn, quay Văn Hậu và Văn Lâm thì Công Phượng cũng đi chung xe, nhưng mà khúc này là do không để ý. Đấy. Đây nè anh em. Đó, Công Phượng là cầu thủ cuối cùng xuất hiện trong video. Nói như vậy vì vẫn còn Thanh Nhân. Tuy nhiên thì rất tiếc là Thanh Nhân đến từ sớm trong sáng nay, và tôi thì lại không đi được cái cảnh hậu vệ sinh năm 2000 tới khách sạn. Rất là xin lỗi các bạn khán giả. Đấy. Đấy, video thì đây là những cầu thủ còn lại xuất hiện trong clip này. Đây là Tiến Linh, tiền đạo của BKM Bình Dương. Tiến Linh thì cũng đang gặp phải, theo một thông tin báo chí thì Tiến Linh có gặp một chút vấn đề về sức khỏe sau trận đấu với Hoàng Gia Lai. Tuy nhiên cầu thủ này không giống như Hoàng Đức, vẫn được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Okay,
Đấy mà em. Gương mặt tiếp theo xuất hiện trong video cũng là một cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Gia Lai. Tuy nhiên thì lúc này thì đang chơi rất hay trong màu áo của Hải Phòng, đó là tiền vệ Châu Ngọc. Còn đây là Phan Văn Đức. Vừa đi uống cà phê bên ngoài trở về, huấn luyện viên Lee Jang Jin cùng với huấn luyện viên Park Seo cũng đã có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh từ sớm trong ngày hôm qua, đến khách sạn. Còn trong ngày hôm qua còn có Phùng Dũng và thủ thành Nguyễn Văn Toản. Đây là các cầu thủ đi uống cà phê trở về, có bộ đôi của Viettel, Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài, bộ đôi cầu thủ rất là thân. Ngay sau đó là phía bên sau là người đàn anh Tiến Linh đang chụp ảnh cùng với fan hâm mộ. Hậu vệ Hồ Tuấn Tài cùng với thủ thành Nguyên Mạnh và trung vệ Quế Ngọc Hải. Các cầu thủ trẻ khác có mặt trong đợt thực tập lần này cũng đã tới khách sạn Sài Gòn Dream. Lương Duy Cương, Thanh Bình và Việt Anh, trong đó Lương Duy Cương là tân binh của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này.
Ba cầu thủ cuối cùng xuất hiện trong video sáng nay là Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng và Duy Mạnh, bộ ba trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASEAN cũng như vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu năm 2018. Trong chiều nay ngày 17 tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh trong giải Tam Hùng lần này trên sân Thống Nhất vào lúc 16 giờ. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo trên kênh Hậu Trường Bóng Đá.